Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Báo Dân Trí đưa tin, công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt TVSI thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát vừa công bố thay đổi tổng giám đốc và phó tổng giám đốc. Công ty miễn nhiệm ông Nguyễn Việt Cường, tổng giám đốc, và ông Tạ Minh Phương, phó tổng giám đốc từ ngày 28 tháng 2. Trong đó, ông Nguyễn Việt Cường đã gắn bó với TVSI từ năm 2007, trải qua nhiều vị trí như phó tổng giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị. Ông Cường là người kế nhiệm của cố chủ tịch hội đồng quản trị Nguyễn Tiến Thành khi ông Thành từ trần hồi tháng 10 năm 2022. Ông kiêm nhiệm vị trí tổng giám đốc. Đến tháng 6 năm 2023, ông Cường không còn làm chủ tịch hội đồng quản trị, chỉ giữ vị trí tổng giám đốc. Bà Trần Thị Cẩm Hạnh được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị. Đến nay, bà Hạnh cũng được chọn làm tổng giám đốc TVSI. Thay ông Cường, bà Trần Thị Cẩm Hạnh, sinh năm 1984, được giới thiệu là cử nhân quan hệ quốc tế và thạc sĩ quản trị kinh doanh. Bà Hạnh gia nhập TVSI từ năm 2007, trải qua nhiều vị trí như trưởng phòng môi giới, trợ lý phó tổng giám đốc, giám đốc môi giới. Năm 2023, chứng khoán Tân Việt có doanh thu hoạt động giảm 92% so với năm trước, còn hơn 202 tỷ đồng. Doanh thu các mảng nghiệp vụ môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính đều giảm mạnh. Công ty cũng không còn nguồn thu từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn gấp đôi cùng kỳ, khiến công ty lỗ sau thuế hơn 397 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lãi 148 tỷ đồng. Khoản lỗ này cao hơn nhiều, kế hoạch đặt ra đầu năm lỗ 570 triệu đồng. Tính tại ngày 30 tháng 12 năm 2023, chứng khoán Tân Việt có hơn 1.841 tỷ đồng tài sản tài chính, không biến động nhiều so với đầu năm. Số này bao gồm các tài sản là cổ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, quỹ đại chúng và trái phiếu chưa niêm yết. Đặc biệt, công ty có tới 1.639 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết trong danh mục tài sản tài chính, chiếm 89%. Nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng, công nghệ, ngân hàng, bất động sản vừa có những thay đổi quan trọng ở các vị trí lãnh đạo cấp cao. Cụ thể, LP Bank, FPT, công ty cổ phần Vitali, công ty cổ phần Hóa An đã miễn nhiệm, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao trước khi chuẩn bị bước vào kỳ đại hội cổ đông thường niên năm nay. Theo nguồn tin từ báo Vietnamnet, tập đoàn FPT quyết định bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn giữ vị trí phó tổng giám đốc FPT từ ngày 13 tháng 3, nhưng tiếp tục kiêm nhiệm vai trò tổng giám đốc FPT Software. Ông Tuấn sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành khoa học máy tính và gia nhập FPT năm 1996. Ông Phạm Minh Tuấn đã cùng các lãnh đạo đưa FPT Software lần đầu tiên đạt doanh thu 1 tỷ USD từ thị trường nước ngoài và gia nhập hàng ngũ các công ty dịch vụ công nghệ thông tin đẳng cấp trên toàn cầu trong năm 2023. Trong 6 năm đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc FPT Software, ông đã có đóng góp quan trọng trong việc giúp công ty tăng trưởng 3,7 lần ngay cả khi phải đương đầu với COVID-19, phát triển tập khách hàng triệu đô, chiếm tới 80% doanh số, xây dựng nguồn nhân lực tinh nhuệ ở nhiều quốc gia và chỉ đạo mua bán sáp nhập thành công tại Mỹ và Nhật. Ông Tuấn từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại các công ty thành viên của FPT. Ông đảm nhiệm vị trí tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thông tin FPT từ năm 2014 đến năm 2018 và đã thúc đẩy việc phát triển thành công các giải pháp mới về chính phủ số, giao thông thông minh, y tế thông minh, vé tàu điện tử, thu phí không dừng, mở ra một giai đoạn kinh doanh mới của các sản phẩm, giải pháp made by FPT. Trước đó, ông Tuấn làm tổng giám đốc công ty giải pháp công nghệ FPT từ năm 2012 đến năm 2014, giám đốc điều hành FPT Software Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2004 đến năm 2011, phó tổng giám đốc FPT Software từ năm 2005 đến năm 2011. FPT cho biết, việc bổ nhiệm nằm trong chương trình quy hoạch cán bộ và luân chuyển lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực điều hành và tạo trải nghiệm đa dạng cho các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn này. Tân phó tổng giám đốc có nhiệm vụ thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên toàn cầu của các đơn vị thành viên, các hướng kinh doanh chiến lược của tập đoàn FPT như Cloud, AI, chip bán dẫn, công nghệ phần mềm ô tô, quản trị hạ tầng, chuyển đổi xanh, trong bối cảnh có nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ. Cũng nằm trong chương trình quy hoạch cán bộ và luân chuyển lãnh đạo, ông Hoàng Việt Anh sẽ không tiếp tục nắm giữ vị trí phó tổng giám đốc FPT phụ trách chuyển đổi số và công nghệ sau khi kết thúc 2 năm nhiệm kỳ từ 2018 đến 2024 để tập trung vào vị trí chủ tịch của hai đơn vị chiến lược là FPT Telecom và FPT Digital. Sinh năm 1975, ông Hoàng Việt Anh gia nhập FPT năm 1993 từ khi là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong hai nhiệm kỳ giữ chức vụ phó tổng giám đốc
phụ trách chuyển đổi số và công nghệ 2018-2024, ông Hoàng Việt Anh đã thành công trong việc kiến tạo nền móng, xây dựng hệ thống chuyển đổi số trong toàn tập đoàn FPT. Với sự chỉ đạo của ông Việt Anh, hơn 100 dự án chuyển đổi số nội bộ đã được triển khai, góp phần giúp công tác ra quyết định của tập đoàn kịp thời theo thời gian thực, hoạt động quản trị thông suốt, minh bạch, tối ưu trải nghiệm nhân viên và khách hàng, tiết kiệm chi phí vận hành và tạo ra hướng kinh doanh mới. Riêng trong năm ngoái, 42 dự án chuyển đổi số trong nội bộ đã giúp tập đoàn tiết kiệm 617 tỷ đồng. Sự thành công của các dự án chuyển đổi số nội bộ đã giúp FPT nhân rộng và triển khai thành công nhiều dự án chuyển đổi số cho các tổ chức, doanh nghiệp đa dạng quy mô, lĩnh vực. Một công ty khác cũng thông báo thay đổi nhân sự cấp cao trong ban quản trị và ban điều hành là công ty cổ phần Vitali, mã chứng khoán VTA. Theo đó, Hội đồng Quản trị Vitali chấp thuận cho ông Cao Trường Thụ thôi giữ chức chủ tịch từ ngày 12 tháng 3 theo nguyện vọng cá nhân và sẽ trình Đại hội Cổ đông chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Thụ. Ông Cao Trường Thụ được bầu vào Hội đồng Quản trị VTA và trúng cử chức chủ tịch từ tháng 5 năm 2020 với tư cách đại diện sở hữu của Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1, FICO, mã chứng khoán FIC. Tại FICO, ông Thụ đang đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty. Ông Thụ cũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại các công ty con, công ty liên kết của FICO như Công ty Cổ phần Gạch Men Thanh Thanh, mã chứng khoán TTC, Công ty Cổ phần Hóa An, mã chứng khoán DHA, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licozy, mã chứng khoán CKG. Hội đồng Quản trị VTA cũng thông qua việc bầu ông Phạm Việt Thắng giữ chức Chủ tịch Công ty thay cho ông Thụ kể từ ngày 14 tháng 3. Ông Thắng cũng được FICO đề cử và trúng cử vào Hội đồng Quản trị VTA từ tháng 5 năm 2020 với vị trí thành viên Hội đồng Quản trị. Tại FICO, ông Thắng đang là thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc. Ông Thắng cũng là trưởng ban kiểm soát tại DHA và là thành viên Hội đồng Quản trị tại TTC. Hội đồng Quản trị VTA cũng chấp thuận cho ông Lưu Hữu Thùy thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Dũng giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất, bổ nhiệm trợ lý Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Sơn làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh. Động thái VTA thay thế nhiều lãnh đạo diễn ra ngay trước thềm Đại hội Cổ đông Thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 12 tháng 4 tại Bình Dương, ngày giao dịch không hưởng quyền là mùng 4 tháng 3. Tại LP Bank, báo cáo tình hình quản trị công ty vừa được ngân hàng công bố cho thấy phần lớn các nghị quyết, quyết định năm 2023 của Hội đồng Quản trị LP Bank liên quan đến vấn đề thay đổi nhân sự, bao gồm bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, phân công, sắp xếp lại nhân sự. Sự sôi động trong công tác quản trị tại LP Bank gắn với giai đoạn chuyển biến, mở ra một thời kỳ mới của ngân hàng này. Theo đó, đây là năm hoạt động trọn vẹn đầu tiên của LP Bank dưới sự lãnh đạo của thuyền trưởng mới, ông Nguyễn Đức Thụy. Cụ thể, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt LP Bank, mã chứng khoán LPB vừa công bố quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm nhân sự đối với bà Vũ Nam Hương. Bà Hương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp từ ngày 20 tháng 3. Bà Vũ Nam Hương tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Hương có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại các doanh nghiệp và tổ chức tài chính như Ngân hàng Chin Phong Đài Loan, Chin Phong Bank, Công ty Cổ phần Chứng khoán VN Direct. Báo Đầu tư cho biết thêm, sự thay đổi ở thượng tầng ngân hàng cũng dẫn đến việc thay đổi sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và mô hình hoạt động của LP Bank. Bức tranh hoạt động và hiệu quả kinh doanh có sự chuyển biến rõ nét. Việc sắp xếp lại toàn bộ hệ thống nhân sự được LP Bank thực hiện theo hướng tối ưu khả năng và hiệu quả. Ngày 21 tháng 3 năm 2023, Nghị quyết số 281 của Hội đồng Quản trị LP Bank được ban hành với nội dung tăng cường hiệu quả quản lý công tác điều hành. Ngày 15 tháng 4 năm ngoái, LP Bank tiếp tục ban hành nghị quyết về phương án tái cấu trúc tổng thể thu nhập và phúc lợi với cán bộ lãnh đạo gắn với kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, điều thú vị trong khi thù lao cho lãnh đạo giảm, số lượng nhân viên giảm thì tổng quỹ lương phụ cấp của nhân viên LP Bank lại tăng khá mạnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.